Ngọc Dũng và Lam Ngọc vui mừng chào đón tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Vitamin Cuộc Sống của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là một tuần trôi qua với rất nhiều điều thú vị xoay xung quanh cuộc sống. Và bạn đã biết cách làm như thế nào để lưu giữ lại những giây phút thú vị và ý nghĩa đó chưa ạ? Đó cũng chính là lý do mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành với Vitamin Cuộc Sống của chúng tôi. Vậy chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những điều thú vị gì đây? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Bắt nhịp cuộc sống, xu hướng màu son môi mùa thu 2018. Kiosk Vitamin, nghề Michelin ở Chính Mỹ Thủy Nguyên. Bách bạn, cách nấu chè sâm bổ lượng. Sưu tầm cảm xúc, tình bạn của pianist khiếm thị Nguyễn Tài Đức và ca sĩ Vũ Quang Trung. Giờ em hỏi. Như đã giới thiệu từ đầu chương trình, ngay bây giờ chúng tôi không để quý vị chờ lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với mục Bắt nhịp cuộc sống với một chủ đề mà Lam Ngọc tin chắc rằng những tín đồ thời trang của son môi sẽ dành rất nhiều sự quan tâm. Và đó là gì? Chúng ta sẽ cùng chờ đón nhé. Son là món đồ mà không một tín đồ make up nào lại không dành sự quan tâm. Và tô son sao cho hợp với xu hướng mới nhất luôn là mối bận tâm của mỗi cô gái. Chúng ta hãy cùng đến với 6 màu son được dự đoán là sẽ làm mưa làm gió trong mùa thu 2018 này nhé. Màu hồng ửng. Nếu như mùa hè vừa rồi, màu hồng san hô gây ra một cơn sốt cho những cô nàng nghiện son trên toàn thế giới, thì hiện nay có một màu hồng khác đang nhanh chóng xoán ngôi, đó là son hồng ửng hay còn gọi là blush pink. Khi được kết hợp cùng với một đôi mắt trang điểm sắc nét và quyến rũ, màu hồng ửng nhẹ nhàng vừa phải sẽ phát huy toàn bộ tác dụng của mình trong việc tôn lên những điểm nhấn khác trên khuôn mặt. Màu hồng nóng. Muốn nổi bật trước ánh nhìn của mọi người, màu hồng nóng hot pink đảm bảo sẽ chiều ý bạn. Trái với màu hồng ửng, màu hồng nóng đặc biệt thu hút mắt và vô cùng thích hợp cho những buổi hội hè, tiệc tùng, đám cưới hay là hẹn hò buổi tối. Có một tip nhỏ khi kết hợp trang phục, đó là tông màu này sẽ cực kỳ phù hợp với những bộ trang phục trắng thuần hoặc là đen thuần đó nhé. Màu nâu trầm. Đừng vội lắc đầu khi nghĩ tới tông màu đặc biệt này, bởi đây là màu sắc yêu thích của rất nhiều ngôi sao Hollywood. Khác với trào lưu mua trầm đầu những năm 2000, màu nâu đã trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Với độ đậm vừa phải, không làm cho bạn nhợt nhạt hay thiếu sức sống, các cô gái sẽ trông đặc biệt thời trang khi sử dụng sắc màu này. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một gương mặt trang điểm theo tông nút thời thượng. Ai nói chỉ son đỏ mới khiến các cô gái nổi bật nào? Màu nút. Có vẻ như bất kể xuân hạ thu đông thì màu nút luôn có được chỗ đứng vững chắc trong tim các cô gái. Những màu nút mà bạn có thể thử và kể đến đó là màu sô-cô-la sữa, màu mận nút, màu kẹo bơ butterscotch và màu quế. Cùng với một đôi mắt được trang điểm ấn tượng thì những màu nút trên chắc chắn sẽ khiến cho bạn trở thành tâm điểm chú ý ở mọi nơi mà bạn xuất hiện. Màu đỏ tulip. Đây là một lựa chọn phổ biến tới mức hầu như hãng son nào cũng sở hữu cho mình một mẫu son mang màu sắc này. Điều này cũng không có gì quá lạ bởi lẽ màu đỏ tulip đặc biệt tôn da và đem lại sức sống cho người sử dụng. Màu đỏ cũng mang lại cảm giác ấm nóng trong những ngày se lạnh, giúp điều hòa tâm trạng rất tốt. Màu cam cháy. Không phải tự nhiên mà màu cam cháy Burnt Orange lại được các tín đồ của son săn lùng và mê mẩn đến vậy. Mùa thu thường được coi là mùa để sử dụng các tông màu ấm nóng. Nếu bạn là một cô gái thích sự tiện lợi và thường để mặt mộc, màu cam cháy sẽ là một điểm nhấn trên gương mặt, giúp bạn nâng tông màu da một cách thần kỳ. Còn nếu các bạn yêu thích việc make up thì cũng đừng lo lắng gì, bởi một thời son màu này sẽ là lựa chọn hoàn hảo để các cô gái của chúng ta làm cho chính mình nổi bật mà không bao giờ sợ bị quá lố. Chắc
Trên đây là những màu son được dự đoán sẽ khiến cho phái đẹp mê mệt trong thời gian sắp tới. Vậy lựa chọn của bạn sẽ là gì? Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chắc hẳn là những tín đồ của thời trang, của son môi đã rất sẵn sàng để sắm cho mình một thỏi son mới, một tông màu thật hot cho mùa thu 2018, phải không nào? Vậy còn Lam Ngọc thích nhất là tông màu nào trong số tất cả những tông màu mà chúng ta vừa mới giới thiệu đến quý vị khán giả? Vâng, một câu hỏi rất là thú vị, Lam Ngọc rất thích câu hỏi này. Thưa quý vị, thật là khó khi chúng ta phải lựa chọn cho mình một màu son cho phù hợp, vì mỗi một bộ trang phục thì chúng ta có thể lựa chọn màu son khác nhau, hoặc là trong mỗi một hoàn cảnh thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn cho mình một màu son sao cho phù hợp nhất. Nhưng có một điều chắc chắn rằng bên cạnh Lam Ngọc lúc nào cũng có một người bạn bất ly thân, đó chính là thỏi son môi đấy ạ. Vâng, quả đúng là như vậy. Cá nhân tôi thì nghĩ rằng là các bạn nữ sẽ trở nên xinh đẹp hơn, lung linh hơn, rực rỡ hơn, cá tính hơn khi dùng son môi đúng cách, và đặc biệt là phải hợp thời trang nữa. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện về son môi và sử dụng son môi đúng cách trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những nội dung khác của Vitamin Cuộc Sống. Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta nói về các làng nghề thủ công truyền thống ở Hải Phòng thì cho đến tận thời điểm này, với nhịp sống hiện đại, sôi động, hối hả hơn thì cũng đã có rất nhiều làng nghề đang dần bị mai một. Tuy nhiên, khi quý vị và các bạn về với xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên thì chúng ta vẫn có được cơ hội tìm hiểu về một nghề thủ công truyền thống mang rất nhiều nét đặc trưng, đó là nghề mây che đan. Vâng, và nghề mây che đan ngày nay số người làm ngày một ít đi, nhưng những người già vẫn cố gắng để duy trì nếp nghề cũ. Ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng về thăm làng nghề mây che đan ở Chính Mỹ, Thủy Nguyên để cùng tìm hiểu về làng nghề truyền thống này nhé. Trong cái nắng hanh hao của một ngày đầu thu, chúng tôi về thăm làng nghề mây che đan Chính Mỹ ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, một làng nghề truyền thống đã có từ lâu đời. Những người phụ nữ thôn quê, những người cao tuổi ở nơi đây đang tụ họp tại nhà bà Lê Thị Thuật để cùng nhau đan thúng, một trong những sản phẩm mây che đan mà họ từng làm bao năm qua, một vật dụng vô cùng quen thuộc với người nông dân. Cô ơi, nghề mây che đan ở Chính Mỹ mình có từ khi nào ạ? Có cách đây từ đời các cụ cơ. Các cụ làm như thế là từ năm mà tôi hẳn còn bé bé, tôi đã thấy các cụ làm từ bao giờ đấy. Nhưng mà từ năm tôi lớn, tôi mới 12, 13 tuổi đấy, thì tôi vẫn học các anh, các chị tôi. Thế rồi là tôi cũng tập làm. Cô ơi, vậy để làm một cái thúng như thế này thì phải mất bao nhiêu thời gian và bao gồm những công đoạn nào? Mất nhiều thời gian lắm. Mới lại phải đầu tiên là chẻ ra, xong bắt đầu mới vót. Đấy, mới lại đan xong nát. Đấy, mới lại cạp xong mới nứt. Mới là phải mấy công đoạn ấy. Xong mới thành cái thúng như thế này. Một người mà làm miết thì cũng được một đôi. Hai chiếc. Tức là một ngày thì một người làm được một đôi đấy ạ. Thế giá của một chiếc thúng như thế này nếu mà đẹp, đem ra ngoài bán? Đẹp thì cũng được 50.000 một cái. Thế mà xấu thì chỉ được 40.000 thôi. Bà Lê Thị Thuật đã làm nghề này từ khi mới 13 tuổi. Còn bà Trần Thị Mị đã gắn bó với công việc này từ tuổi 15. Không riêng gì bà Thuật, bà Mị mà rất nhiều người dân ở Chính Mỹ đã gắn bó với nghề hàng nửa thế kỷ và truyền lại cho con cháu. Họ không biết chính xác nghề này có từ khi nào, chỉ biết rằng từ khi sinh ra, cha ông họ đã gắn bó với nghề rồi. Và đối với họ, những chiếc thúng, chiếc nia, những sản phẩm mây che đan không chỉ là kế sinh nhai mà còn chứa đựng phong tục tập quán, những nét đẹp văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam. Tôi biết làm từ năm tôi 15, đến năm nay tôi 80 tuổi, thế là tức là 65 năm rồi. Các cụ thời trước là truyền nghề cho ông tôi để đến bố mẹ tôi, sinh chúng tôi là học nghề của bố mẹ. Bà ơi, cháu thấy sản phẩm ở đây mình thì có thúng thôi, vậy thì ngoài thúng ra thì bà và mọi người thường làm thêm những sản phẩm gì nữa không ạ? Có đan đủ nghề, nia nong, xảo,
rồi cái mẹt sảy. Để làm ra một sản phẩm như thế này cần phải trải qua nhiều công đoạn, từ việc chọn nguyên liệu đan đến việc làm nan, làm cạp, làm mây, rồi đan mê, vào cạp và nức. Mỗi công đoạn lại gồm nhiều bước khác nhau, đòi hỏi nhiều thời gian, sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khéo tay. Để ý một chút là có thể làm được, nhưng để gắn bó với nghề thì không thể thiếu sự kiên nhẫn và tình yêu dành cho công việc này. Từ đây đấy. Đúng rồi. Cái này đúng không bà? Ừ, cứ hai cái trên một cái rưỡi. Đây, hai trên một rưỡi đây. Đầu tiên bắt đây. Cái này, cái này. Hai trên một dưới. Ừ. Ừ, bắt ba, trên... bắt ba, đèo ba. Đây lại tiếp tục lại ba trên một dưới đúng không? Ừ, đây, hai trên một rưỡi. Hai trên một rưỡi. Như này tiếp tục đúng không bà? Đúng rồi. Cũng rất là tỉ mỉ đúng không bà? Tỉ mỉ. Lại cứ bắt đều đấy, hai trên một rưỡi. Vâng. Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, nhiều làng nghề thủ công truyền thống đang đứng trước những khó khăn thử thách. Làng nghề mây tre đan chính Mỹ cũng vậy. Trước đây, nhà nhà làm mây tre đan, già trẻ gái trai cùng làm. Nhưng giờ đây, hầu như chỉ những người cao tuổi là còn ở lại với nghề. Họ lưu luyến nghề mà cha ông để lại, một nghề đã từng gắn bó, từng là kế sinh nhai cho biết bao gia đình nơi đây. Từ bé ra lớn lên thì toàn làm nghề này đi. Anh chị cũng làm, hạn như mình bé đi thì không làm gì, cứ bắt chiếc à. Thế rồi nhớ thì mình làm, chẳng hạn như là chạy gạo thì mình cũng toàn là làm thúng này để đong gạo thôi. Về thăm làng nghề chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, chứng kiến hình ảnh những người nông dân, những người cao tuổi nơi đây vẫn còn miệt mài với nghề truyền thống, càng thấy trân trọng hơn những gì mà cha ông đã để lại, thấy yêu hơn mảnh đất này. Xin được cảm ơn nhóm phóng viên Vũ Nhung và Thu Phương đã mang đến cho chúng tôi một chuyến trải nghiệm rất thú vị tại làng nghề mây tre đan chính Mỹ Thủy Nguyên. Vâng, tôi nghĩ rằng nghề mây tre đan ngày nay thì vẫn còn, bởi những người già trong làng thì vẫn thường xuyên duy trì cái nếp nghề cũ, và chính những cái sản phẩm về mây tre đan ngày hôm nay thì sẽ vẫn còn những cái giá trị, đó chính là những cái sản phẩm trong cái đời sống sinh hoạt gia đình chúng ta hàng ngày, phải không ạ? Về điều này thì cá nhân Ngọc Dũng cũng rất là đồng tình với quan điểm của Lam Ngọc, bởi vì như chúng ta đã biết là hiện nay vẫn còn có rất nhiều những làng nghề truyền thống họ vẫn tồn tại được, bởi vì họ đã biết cách tìm hiểu và bắt nhịp được với xu thế thị trường. Và không chỉ đơn giản là sản xuất các sản phẩm mây tre đan truyền thống, mà họ còn tìm hiểu chuyên sâu và áp dụng những công nghệ mới vào việc sản xuất các sản phẩm mây tre đan mỹ nghệ nữa. Vâng, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại chính Mỹ Thủy Nguyên vào một ngày không xa để cùng nắm bắt được nhịp sống sinh sôi của làng nghề truyền thống mây tre đan nơi đây. Còn bây giờ, như thường lệ, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với mục Mách Bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong mục Mách Nhỏ, Ngô Trang sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện món chè sâm bổ lượng. Chè sâm bổ lượng này có tác dụng bồi bổ cơ thể, an thần, giúp các bạn ngủ ngon hơn. Nào chúng ta cùng thực hiện. Nguyên liệu gồm có 2 bắp ngô ngọt, 2 lạng hạt sen, 10 gram phổ tai, 10 quả táo đỏ khô, 2 lạng nấm tuyết, 1 thìa canh hạt chia. Ta sẽ thái nấm tuyết. Nấm tuyết này đã được ngâm nở. Đây là phổ tai hay còn gọi là rong biển. Rong biển, nhưng mà rong biển có 2 loại. Đây là rong biển thân để ninh xương. Các bạn có thể mua ở siêu thị Hàn Quốc. Ta sẽ đem cái phổ tai này ngâm vào nước. Cái phổ tai này mình đã ngâm nước và thái chỉ. Ta cho táo tàu vào bát để ngâm vào nước. Bây giờ chúng ta sẽ cắt 2 bắp ngô này ra từng khúc và ninh trong nồi áp suất 20 phút.
Nếu các bạn không có nồi áp suất, các bạn đinh nồi thường là sẽ trong vòng 2 tiếng. Sau khi ninh ngô ở nồi thường được 2 tiếng, ta sẽ vớt bỏ bắp ngô. Ta sẽ cho hạt sen và nhãn vào ninh trước. Ta sẽ ninh trong khoảng từ 7 đến 10 phút để cho hạt sen dừ. Khi nước sôi, ta hớt bọt ở bên trên. Táo đỏ đã ngâm vào nước và ta cho thêm táo đỏ vào đun sôi tiếp. Chúng ta đợi táo đỏ đun sôi được 10 phút cho ngấm nước. Rồi ta sẽ cho thêm phổ tai và nấm tuyết. Chúng ta sẽ vớt bọt liên tục khi trong nồi vẫn còn bọt. Tiếp đến ta sẽ cho nấm tuyết. Và phổ tai. Đun sôi tiếp 10 phút. Sau khi ta đun táo đỏ được 10 phút, ta sẽ cho tiếp đường phèn vào. Và thêm 1/4 thìa muối. Máy đều cho đường tan. Đường phèn các bạn có thể cho tùy theo khẩu vị của mỗi người, ngọt nhiều hay ngọt ít. Cuối cùng là ta cho hạt chia, đun thêm 3 phút là ta tắt bếp. Món chè sâm bổ lượng đã hoàn thành. Chè này sẽ có vị ngọt thanh mát, có màu đỏ của táo đỏ, màu vàng của hạt sen, màu xanh của rong biển, màu trắng của nấm tuyết và nhãn, màu nâu của hạt chia. Các bạn cũng có thể gọi là chè ngũ sắc. Ăn chè này sẽ có vị ngọt thanh mát. Chúc các bạn thành công với món chè sâm bổ lượng. Món chè sâm bổ lượng quả thực là rất thơm ngon, thú vị và hấp dẫn phải không thưa quý vị? Vâng, và còn dễ thực hiện nữa. Chắc chắn rằng với món chè ngon và bổ dưỡng này thì mỗi người có thể tự thực hiện tại gia đình mình để có thể có một cái món chè giải khát trong những ngày vô cùng nắng nóng này nữa. Đây thì cũng là một cái cơ hội để Lam Ngọc ngày hôm nay sẽ dành một quỹ thời gian nhỏ để thực hiện món chè này, và nếu có thể thì sẽ mời anh Ngọc Dũng thử được không ạ? Tôi rất sẵn sàng thử món chè do chính tay Lam Ngọc nấu. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau trải qua những giờ phút thư giãn rất là thú vị khi được tìm hiểu về xu hướng màu son môi của mùa thu 2018, được ghé thăm làng nghề mây che đan chính mỹ tại huyện Thủy Nguyên, và đặc biệt là học cách thức nấu một món chè sâm bổ lượng rất là thơm ngon bổ dưỡng. Và trong những phút cuối của chương trình ngày hôm nay sẽ là một sưu tầm cảm xúc. Và câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn ở đây chính là tình bạn đặc biệt giữa pianist Kiếm Thị Nguyễn Tài Đức và ca sĩ Vũ Quang Trung Hải Phòng. Đã đi cùng nhau trên rất nhiều chặng đường, đã cùng nhau tham gia rất nhiều cuộc thi. Vậy điều gì đã làm nên sự ăn ý đồng điệu giữa hai người bạn này? Và cậu bạn khiếm thị Nguyễn Tài Đức có gì đặc biệt? Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện của chúng tôi. Quang Trung và Tài Đức tình cờ gặp nhau tại một quán cà phê nhạc sống trên đường Văn Cao. Nhận thấy có nhiều điểm chung và sự đồng điệu trong âm nhạc, hai người đã kết thân và bắt đầu có sự hợp tác. Cái buổi tối khi mà Trung và Đức gặp nhau, khi mà nghe bạn Đức chơi đàn ở trên sân khấu, mình có cảm nhận được trong cái tiếng đàn của Đức nó có một chút gì đấy rất là tình cảm, có câu chuyện ở trong những cái tiếng đàn. Mình đã quyết định rằng là đồng hành cùng với Đức bước vào cuộc thi giọng ca vàng Bolero của Hải Phòng. Nếu ai đó có dịp được xem Đức biểu diễn thì không khỏi trầm trồ bởi kỹ năng đánh đàn điêu luyện của một nghệ sĩ thực thụ. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao.
Tài Đức luôn thăng hoa trong từng nốt nhạc, đặt hết tình cảm vào tiếng đàn của mình. Đó chỉ có thể là đam mê có từ rất lâu và hằn sâu trong trái tim của chàng trai trẻ. Thời bé em rất là thích nghịch ngợm, phá phách, vì không nhìn thấy gì thì cứ thích đáp đồ vật để nghe ra âm thanh thôi. Cứ có âm thanh là sướng rồi. Em đã tập nhạc từ năm em 7 tuổi. Cầu thang này, em ngã cầu thang mấy lần gãy hai răng cửa. Hồi 5 tuổi. Nhận thấy sự nhạy cảm với âm nhạc từ nhỏ của con trai mình, mẹ của Tài Đức đã quyết định hướng cậu học đàn từ nhỏ. Em thì là khiếm thị, thì đâu có nhìn thấy gì đâu. Thì tôi cũng tham khảo rồi, đến với em làm cái gì đó gắn bó nhất chỉ là âm nhạc thôi. Khó khăn lắm. Thầy em không học được, thầy đến đánh phách rồi đánh nhạc đủ thứ trên đời, thầy mệt mỏi. Nó mông còn quát em, rồi còn làm đủ thứ. Thế đến năm em học thì đến năm 13 tuổi thì thầy có bảo là bây giờ cho em giống như em học hết văn hóa đấy, thì cho em đi học một cái ngành nghề gì đó nó phù hợp. Thì gia đình cho em thi vào học viện âm nhạc sang Việt Nam. Sau 8 năm theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Tài Đức trở về Hải Phòng dù có rất nhiều lời mời làm việc tại Hà Nội hay tận trong Đà Lạt. Bản thân cậu ấp ủ rất nhiều dự định cho những chuyến đi xa và trải nghiệm. Tuy nhiên, mẹ của Tài Đức chia sẻ đã phải nhiều lần can ngăn vì muốn Tài Đức có thêm thời gian bên gia đình rồi mới quyết định cho tương lai sau này. Đôi xin vẫn còn trong lối cũ giờ vẫn... Tài Đức ở lại Hải Phòng, tiếp tục đam mê với công việc chơi đàn tại một quán cà phê nhạc sống. Đức thì mới đầu làm ở đây thì Đức bảo là em rất thích chơi mà em tìm chỗ chơi là rất khó, bởi vì nó em là một người khuyết tật. Em chơi ở chỗ anh em không lấy cát xê cũng được. Anh bảo không, nếu mà thế thì em phải chơi chỗ anh, em phải lấy cát xê. Cái mà Đức đã đem lại cho cửa hàng là rất nhiều. Cái phản hồi của khách hàng đối với Đức là rất tốt. Bất ngờ là được tiếp xúc với cả một bạn nhạc công, là bạn này là rất đặc biệt, là bạn này là một chàng trai khiếm thị nhưng mà có một cái khả năng đánh đàn rất là tốt. Tôi nghĩ là bạn ấy là một nhân vật mà có thể để cho nhiều người chú ý tới, là vì cái nghị lực này và cái tài năng của bạn ấy. Mặc dù có những khiếm khuyết nhưng mà tài năng của bạn ấy sẽ làm cho mọi người có niềm tin hơn vào cuộc sống, vượt qua tất cả mọi cái khiếm khuyết của mình để làm đẹp cho cuộc sống và làm đẹp cho bản thân mình. Thực sự thì hai anh em chơi với nhau, bản thân mình thì trong cái tiềm thức của mình thì mình rất là khâm phục bạn, tôn trọng. Làm việc với Tài Đức phải nói là may mắn và vinh dự. Tài Đức có ngày hôm nay thì không biết nói cái từ gì là sung sướng nữa. Thấy con mà như người bình thường ấy, chỉ thiếu đôi mắt thôi. Con có bạn đến chở đi uống cà phê, có bạn đến chở đến quán, rồi là trao đổi với nhau và âm nhạc. Nhiều cái tôi vui lắm. Âm nhạc nó là một phần cuộc sống của em. Em nghĩ rằng âm nhạc mang lại cho em về tâm hồn, về cái trải nghiệm, về cái những cái triết lý trong cuộc sống. Em cảm ơn âm nhạc đã thay đổi cái cuộc đời em. Quý vị thân mến, những giây phút thư giãn cùng âm nhạc và câu chuyện chia sẻ về tình bạn đặc biệt giữa pianist khiếm thị Nguyễn Tài Đức và ca sĩ Vũ Quang Trung của Hải Phòng cũng đã khép lại chương trình Vitamin Cuộc Sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.